Anh chị em thân mến, hôm nay trong giờ hành hương và thánh lễ kính Đức Mẹ ngày thứ bảy, chúng ta suy niệm về đề tài Đức Maria dâng mình trong đền thờ. Việc dâng mình vào trong đền thờ để nói lên rằng sự dâng hiến con người cho Thiên Chúa để xin sự cứu giúp, sự che chở và sự phúc lành của Thiên Chúa ban cho con trẻ. Trong Kinh Thánh chúng ta không thấy chỗ nào nói về việc Đức Maria dâng mình trong đền thờ. Nhưng mà trong truyền thống của Hội Thánh, khi Đức Maria được tròn 3 tuổi thì cha mẹ đã đưa lên đền thờ để dâng Đức Maria cho Thiên Chúa. Và Đức Maria ở lại đền thờ cho đến khi tròn 12 tuổi. Từ thế kỷ thứ 7, Giáo hội phương Đông đã cử hành lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Và cho đến thế kỷ thứ 9 thì Giáo hội Tây phương của chúng ta bắt đầu cử hành lễ này. Và cho đến thế kỷ thứ 14 thì Đức Giáo hoàng Sít-tô thứ 4 đã long trọng đưa vào lịch phụng vụ trên toàn thể Hội Thánh mừng lễ Đức Maria dâng mình trong đền thờ. Và chúng ta thấy các Đức Giáo hoàng sau này, Đức Giáo hoàng Phao-lô đệ lục đã cử hành một cách long trọng lễ Đức Mẹ dâng mình, và Ngài nói đây là một hình mẫu cho việc dâng hiến của cuộc đời con người chúng ta cho Thiên Chúa. Vậy thì chúng ta nhìn lại cuộc đời của Đức Maria, cả cuộc đời của mẹ là một cuộc dâng hiến cho Thiên Chúa. Không chỉ biến cố ngay khi lúc 3 tuổi đâu, mà cuộc đời của mẹ, chúng ta thấy từ trong trình thuật truyền tin, lời thưa xin vâng của Đức Maria với sứ thần của Thiên Chúa, mẹ đã hoàn toàn dâng cho Chúa tất cả ý nghĩ cuộc đời của mình. Mẹ dâng cho Chúa cả cung lòng của mình để ngôi hai Thiên Chúa ngự trong tâm hồn của mình, ngôi hai Thiên Chúa đến trần gian để cứu chuộc con người chúng ta. Sau khi Đức Maria sinh con được 8 ngày thì Đức Maria và Thánh Giuse đã đem hài nhi Giêsu lên đền thờ để dâng cho Thiên Chúa, để tuân giữ lề luật của Thiên Chúa đã truyền cho ông Môsê. Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến dành riêng cho Thiên Chúa. Đức Maria là người đã sống vâng phục Thiên Chúa và chu toàn lề luật của Thiên Chúa. Cuộc sống của Đức Mẹ khi ở Nazareth, chúng ta thấy Đức Mẹ vẫn tiếp tục hiến dâng cuộc đời cho Thiên Chúa trong mọi vui buồn, sướng khổ trong đời sống gia đình. Mẹ hoàn toàn để cho ý của Thiên Chúa được thực hiện trên cuộc đời của mẹ. Và trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu một cách khéo léo, rất là tinh tế, đã ca tụng Đức Mẹ. Chúa Giêsu nói, những ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Hơn ai hết, Đức Maria là người luôn thi hành, lắng nghe và thực hành những điều của Thiên Chúa truyền dạy. Mẹ không chỉ là mẹ về huyết thống, nhưng mà còn là mẹ trong lòng tin vào Thiên Chúa, là mẹ của Chúa Giêsu và cũng là mẹ của mỗi người chúng ta. Khi ở dưới chân thập giá, chúng ta thấy
Đức Mẹ dâng lên Thiên Chúa tất cả những đau khổ của mình để kết hợp với sự đau khổ của Đức Giêsu Kitô, con của Mẹ, để nhờ những đau khổ ấy mà ơn cứu độ tuôn tràn trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta thấy cuộc đời của Đức Mẹ là một cuộc đời hiến dâng cho Thiên Chúa, để rồi chính Thiên Chúa dùng Mẹ như là dụng cụ để đem ơn thánh của Chúa cho mỗi người chúng ta. Bằng chứng là chúng ta thấy có rất nhiều người đến kêu cầu với Đức Mẹ. Đức Mẹ đã chuyển cầu và Thiên Chúa đã ban ơn cho họ. Anh chị em thân mến, hiến dâng cho Thiên Chúa luôn luôn đi kèm theo một cái việc từ bỏ sự hy sinh. Càng hy sinh càng từ bỏ nhiều thì cái việc hiến dâng cho Thiên Chúa càng có giá trị. Tình yêu và lòng phó thác của Mẹ Maria nơi Thiên Chúa là mẫu gương cho đời sống của chúng ta. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi hãy dâng cuộc đời của mình, hãy dâng cho Thiên Chúa tất cả những công việc, những kế hoạch, những dự định của mình cho Thiên Chúa, để rồi chúng ta luôn sống trong tình yêu, trong sự tin tưởng cậy trông và phó thác cho Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta cũng hãy noi gương bắt chước Mẹ để dâng cho Chúa ngay cả những khó khăn, những lúc vui buồn sướng khổ, để rồi chúng ta nhờ Mẹ, chúng ta đến với Chúa Giêsu, con của Mẹ, là đấng cứu độ chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta trong thánh lễ hôm nay, chúng ta ý thức về thân phận yếu hèn của chúng ta và chúng ta rất cần ơn trợ giúp của Thiên Chúa, nhất là những ai sống trong gia đình, hãy dâng con của mình cho Thiên Chúa, để rồi Thiên Chúa chúc phúc, Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả mọi người chúng ta. Amen.